Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị tạo cái bảng giá. Đó, tạo cái bảng giá thì tương tự đúng không ạ, chúng ta click chuột phải, click vô Google trang tính đúng không ạ, Google trang tính này thì để có thể quản lý được thì anh chị có thể viết là bảng giá foreign. Dropship foray đúng không ạ? Đó thì anh chị có thể tạo và đặt tên như thế nào thì tùy anh chị. Rồi trong cái phần bảng giá này thì tôi sẽ tiến hành tạo một cái Google trang tính đúng không ạ? Google trang tính đây đúng không ạ? Thì drop foray thì anh chị lên ghi rõ cái ngày luôn đúng không ạ? Rõ ngày luôn, ví dụ ngày 20 tháng 5 đấy, để chúng ta có thể biết được cái bảng giá chúng ta làm ngày 20 tháng 5. Rồi ở cái phần bảng giá thì anh chị có thể đặt những cái thông tin, có thể làm những cái thông tin như là mẫu của Forex Center đúng không ạ, rồi số thứ tự hoặc là mã sản phẩm đây đúng không ạ, mã sản phẩm, màu sắc, rồi đây là tên sản phẩm, rồi đây là anh chị để giá đúng không ạ, giá drop ở đây anh chị để là giá bán, giá bán lẻ đấy đúng không ạ, giá bán lẻ dự kiến để cho cộng tác viên hoặc là Forex Center có thể biết được là cái sản phẩm đấy bán giá như thế nào đúng không ạ, không bị chênh lệch quá cao hoặc quá thấp với thị trường, ảnh đúng không ạ, số lượng tồn kho, mô tả đúng không ạ, thông tin mô tả. Thì ví dụ tôi sẽ làm cho anh chị một cái sản phẩm thử luôn đúng không ạ, mã sản phẩm, ví dụ sản phẩm của anh chị có mã là V1 chẳng hạn, màu sắc mình có thể viết xuống V1 đen, rồi có thể là như vậy đúng không ạ. Rồi tên, sản phẩm ở đây anh chị có thể ghi là váy chẳng hạn. Đó. Tên là cái tên chuẩn nhá, để cái hệ thống của anh chị check có thể hiểu được à là cái váy này là như, là đúng với cái hệ thống của anh chị, để cộng tác viên khi báo qua thì anh chị có thể biết được đúng không ạ. Đấy thì nếu như anh chị có website hay có những cái thông tin khác thì lấy đúng đúng không ạ, lấy đúng cái tên luôn, lấy đúng cái tên sản phẩm và cái mã sản phẩm, anh chị có thể là paste vào là xong, paste vào. Rồi giá drop ở đây nó có thể là 100, cái giá drop này là giá mà anh chị bỏ lại cho Forex Center này, giá bán lẻ có thể là 250 đúng không ạ. Rồi bây giờ anh chị sẽ úp ảnh lên thì click vào chèn đúng không ạ, chèn hình ảnh đó, và chúng ta có thể kéo thả vào đây cái vải váy này màu xanh đúng không ạ, rồi chúng ta có thể kéo thả vào nó thì nó sẽ xuất hiện ở trong ô như thế này, thì chúng ta kéo to ra đúng không ạ, tồn kho ở đây có thể là 200, thông tin mô tả thì ở đây anh chị có thể ghi là chất liệu này là gì, rồi cái lợi ích
tức là những cái thông tin mà để cộng tác viên có thể quảng bá được, đúng không ạ? Quảng bá được thì anh chị có thể tham khảo thêm những cái bảng giá mà Fori sẽ gửi cho anh chị, ví dụ là ngách thời trang, đúng không ạ? Ngách thời trang ở đây nó cũng tương tự thôi, đúng không ạ? Cũng tương tự thôi. Đây cái bảng giá đây, nó sẽ bao gồm này, đó, rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều cái bảng giá ở đây thì nhiều sản phẩm thì nó có nhiều bảng giá. Đấy, bảng giá ở đây rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, cái cột này là màu sắc của mã sản phẩm đây, đúng không ạ? Tên sản phẩm này, giá này, ảnh sản phẩm này, số lượng này. Còn một cái cột nữa mà anh chị cũng cần phải chuẩn bị, đúng không ạ? Ở đây thì đang bị thiếu. Chúng ta sẽ chèn, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình mà anh chị tạo thì anh chị có thể tạo luôn thì cái cột này đó là link ảnh, đúng không ạ? Link ảnh, bởi vì cộng tác viên cần phải có hình ảnh rồi thông tin và đầy đủ những cái thông tin này để có thể bán được hàng. Ok, thì cái link này chúng ta lấy ở đâu? Thì ở trong cái phần tạo hình ảnh. Rồi, tạo hình ảnh, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lấy cái link này, ví dụ là sản phẩm A đi, thì chúng ta cũng click vào nhận liên kết, có thể chia sẻ và sao chép cái liên kết này, các bạn, để là chỉ có thể xem được thôi nhé, không để chỉnh sửa. Và anh chị dán vào đây, đấy, cái đường link này, đúng không ạ? Và khi cộng tác viên click vào thì sẽ có thể tải được hình ảnh này về luôn. Đó. Và khi anh chị làm ở đây, anh chị chia sẻ trên online á, thì Fori Center sẽ dễ dàng có thể xem được những cái giá mà anh chị có thể cập nhật, đúng không ạ? Hoặc là số lượng, hoặc là những cái phần mà anh chị cập nhật ở đây thì Fori Center sẽ vào để xem, và chúng ta có thể cập nhật trực tiếp ở trên online luôn. Và Fori Center cũng dễ dàng nhân bản sao chép để điều chỉnh cái giá đối với cộng tác viên, đúng không ạ? Ok, tương tự thì anh chị tạo tiếp cái sản phẩm thứ hai, đúng không ạ? Thứ hai. Đấy, anh chị tiếp tục viết thêm sản phẩm thứ hai, thứ ba lần lượt vào, đúng không ạ? Ví dụ cái sản phẩm này có tên là sản phẩm 1. Đấy. Ví dụ ở đây là chuyên về váy, đúng không ạ? Váy, anh chị có cái sheet là chuyên về váy. Thì bây giờ nếu như anh chị có thêm sản phẩm nữa, đúng không ạ? Về áo chẳng hạn. Áo thì anh chị tạo tiếp và liệt kê tạo bảng giá về những cái sản phẩm liên quan đến cái danh mục là áo, đúng không ạ? Rồi tiếp đến, nếu như mình có thêm cái sản phẩm nó cùng một cái danh mục đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo thêm cái danh mục bằng cách là bấm vào dấu cộng đây, quần, đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể tạo từng cái bảng giá riêng cũng được, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo nhiều bảng tính, mỗi danh mục là một bảng tính, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể tạo chung, chúng ta có thể tạo chung luôn. Đấy, chúng ta tạo nhiều sheet vào, đúng không ạ? Nhiều cái sheet, nhiều cái trang tính này, và mỗi trang tính này sẽ là một danh mục, đúng không ạ? Một danh mục thì anh chị lần lượt liệt kê những cái sản phẩm trong cái danh mục đấy. Đó. Ở đây thì tôi sẽ ví dụ cho anh chị luôn, đúng không ạ? Ví dụ luôn. Đây, chúng ta quay trở lại cái này, chúng ta quay trở lại cái tab bên này, đúng không ạ? Đây, tôi sẽ vào một cái nhóm Zalo. Đây đi, đúng không ạ? Một cái nhóm Zalo. Ví dụ như là thời trang. Trong cái nhóm thời trang này thì sẽ có cái link, đúng không ạ? Đấy, anh chị có thể thấy ở đây mỗi cái bảng tính này, mỗi cái bảng tính này sẽ là một cái danh mục, mà trong cái danh mục này thì sẽ có nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Đó, danh mục này nó có danh mục con,
là áo crop top hoặc là áo crop tailor in. Đó, thì anh chị tạo những cái bảng thính như thế này. Trong cái áo crop top này thì rất là nhiều sản phẩm cùng cái danh mục cùng loại. Đó. Trong cái phần crop top, tức là cái danh mục lớn này thì có hai loại đúng không ạ? Hai loại, là một loại là một loại crop top thường và một loại là crop top tailor in. Đấy. Một loại nữa là crop top tailor in thì anh chị có thể tạo như thế này để cộng tác viên dễ dàng theo dõi, đúng không ạ?